Chào các bạn, mình là Kính Cận đây. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn có thể tùy chỉnh tắt đi cái phần tai thỏ trên chiếc Nokia 5.1 Plus. Nếu như là các bạn không thích thì trong cái bản cập nhật phần mềm mới đây thì Google đã cho phép các bạn có thể tùy chỉnh tắt đi cái phần tai thỏ này trong cái chế độ nhà phát triển. Thì tùy theo sở thích của các bạn, nếu các bạn không thích cái phần tai thỏ mà các bạn muốn tắt đi để trở về cái màn hình truyền thống quen thuộc thì các bạn có thể vào trong để chúng ta thiết lập lại. Tuy nhiên thì với mình thì mình thấy là nếu mà các bạn dùng quen thì mình thấy để cái phần tai thỏ nhìn nó hay hơn. Giờ đây thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết vào cài đặt nhé. Các bạn sẽ bước xuống và chúng ta sẽ vào phần cài đặt của máy và các bạn kéo xuống dưới, đó là cái phần hệ thống. Các bạn sẽ mở cái phần này lên và trong cái phần hệ thống thì các bạn sẽ mở lên cái phần cuối cùng, đó là giới thiệu về điện thoại. Và trong đó thì các bạn sẽ kéo xuống cái ô sau cùng, đó là số phiên bản. Và các bạn sẽ nhấp tay vào cái phần này 7 lần. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ nhấp 7 lần để chúng ta bật cái chế độ nhà phát triển. Và sau khi nhấp đúng 7 lần thì bây giờ đây chúng ta đã có cái mục đó là tùy chọn nhà phát triển. Và các bạn sẽ mở cái ô này lên. Và sau khi mở cái ô này lên thì các bạn sẽ có tùy chỉnh, đó là bật tắt chế độ nhà phát triển. Nếu mà các bạn tùy chỉnh xong thì các bạn nên tắt nhé. Các bạn lưu ý là cái chế độ cho phép cài đặt phát triển thì những cài đặt này chỉ dành cho mục đích phát triển. Chúng có thể làm cho thiết bị của bạn cũng như là ứng dụng trên thiết bị của bạn có thể bị lỗi hoặc là hoạt động sai. Rồi thì sau khi bật lên thì các bạn kéo xuống dưới thì các bạn thấy là có cái phần, đó là cái phần bật tắt tai thỏ. Đó, các bạn thấy là trong đây và nó cũng để luôn, đó là đặt cái màu nền thanh trạng thái thành màu đen thôi. Thực tế thì không phải là tắt đi cái phần tai thỏ mà nó sẽ chuyển đi cái phần, cái thanh trạng thái phía trên, nó sẽ chuyển qua màu đen, nó trùng với cái màu đen của phía trên của màn hình thôi. Đây là cái giao diện của điện thoại khi các bạn đã tắt đi tai thỏ. Còn đây là giao diện để tai thỏ, thì mình thấy là để cái tai thỏ nhìn nó cũng hay thôi. Trong trải nghiệm thực tế thì mình thấy là cái tắt cái phần tai thỏ trên chiếc Nokia 5.1 Plus nó đẹp hơn trên chiếc 6.1 Plus. Thì tùy theo máy thì mình thấy là trên chiếc Nokia 5.1 Plus á, thì khi các bạn tắt phần tai thỏ thì phía trên nó bo cong, nó khá là đều và đẹp. Tuy nhiên thì trên chiếc Nokia 6.1 Plus thì do cái thiết kế của máy nữa thì mình thấy là trên chiếc 6.1 Plus thì cái phần khi các bạn tắt tai thỏ thì nó không có bo cong như ý muốn. Nó không có bo cong như là chiếc Nokia 5.1 Plus nên mình nhìn thấy là nó hơi không đẹp. Và thực tế khi trải nghiệm thì các bạn thấy là khi các bạn tắt cái phần tai thỏ thì phía trên nó cũng bo cong, nhưng mà nó sẽ bo cong ít hơn so với phía dưới. Nên khi mà mình thấy là tắt tai thỏ thì nhìn cảm giác là phần trên với phần dưới của màn hình nó không có cân xứng với nhau, nhìn nó cũng thực tế thì không có đẹp. Và các bạn lưu ý là sau khi mà các bạn đã tắt hoặc là bật tai thỏ thì các bạn tắt đi cái chế độ nhà phát triển nha các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng máy bình thường. Các bạn rành thì các bạn có thể vọc mạch trong đây, còn nếu không thì các bạn chỉ bật tắt cái phần tai thỏ thôi và các bạn sẽ đóng lại cái chế độ nhà phát triển. Các bạn không nên thay đổi những cái thông số, những cái thiết lập trong cái phần chế độ nhà phát triển, nó có thể dẫn đến những cái lỗi không mong muốn. Vậy là mình đã thực hiện xong video chia sẻ nhanh cách thiết lập tắt tai thỏ đi trên chiếc Nokia 5.1 Plus cũng như là trên chiếc Nokia 6.1 Plus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube Lăng Kính Công Nghệ để theo dõi thêm nhiều video mới nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.